Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Tổng biên tập Việt Báo chấm đe kiêm công tác viên VTC10 đang có mặt tại sân Coi Banco Berlin. Và hôm nay câu lạc bộ Việt Coi Berlin tổ chức giải Coi mùa hè. Và giải đã đang được diễn ra. Vâng, và Berlin hôm nay thời tiết tuyệt đẹp luôn. Ngày hôm qua, chiều hôm qua còn mưa. Quỳnh Nga rất là lo, nhưng hôm nay không thể nghĩ được rằng hôm nay thời tiết lại đẹp như này. Và đây là team đầu tiên đã bắt đầu ra sân. Vâng, và kia là những người sắp sửa ra sân vẫn còn đang luyện tập. Hello, 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 anh Thảo. Vâng, ban tổ chức tình phục vụ cho tất cả mọi người. Dạ, vâng, xin chào các anh, vâng. Các anh là đến từ ở đâu đấy ạ? Xin lỗi ạ. À, Khemnit, vâng, xin chào các anh, vâng. Và cho em hỏi một chút là câu lạc bộ của Khemnit có đông người không ạ? À, vâng, hôm nay 8 người, nhưng mà câu lạc bộ của mình ở dưới đấy có đông không ý? Tức là toàn bộ... À, khoảng 300 người, và thành lập từ lâu chưa ạ? Vâng, chúc mừng các anh nhé. Vâng, chúc hôm nay tất cả đều đạt thành tích tốt ạ. Cảm ơn các anh, vâng. Hello, hello, nhóm này nào cho xin hỏi là đến từ đâu ạ? Hello, hello. Em Hoàn đến từ Hamburg. Rồi, anh. Mình là Thụy đến từ Séc. Dạ vâng, ôi dồi ôi, tuyệt vời, em cũng gặp anh mấy lần rồi. Em đứng vào đi. Em không trong fly. Không sao cả, cứ đứng vào mấy cả mọi người để xin một kiểu ảnh nào. Ba anh em đi. Không, bốn anh em. Bốn anh em đâu, Dũng ơi, ra đây nào. Nhóm này. Hello, hello, xin một kiểu ảnh. Dũng vào đây luôn. Kiểu ảnh kỷ niệm. Vâng, đây là kiểu ảnh rất là đẹp của gọi là tất cả các tỉnh liên hợp lại với nhau. Vâng. Vâng, Đức Tiệp. Anh kêu mong 4751. Vâng, vào chỗ kia là team thứ hai. Alo, alo, Quỳnh Nga đây. Xin chào Mai Mai, chủ của Mai Mai. Xin chào, xin chào. Alo, alo, alo. Alo, chào em. Nào, cho xin một kiểu ảnh và Mai Mai hôm nay phát biểu cảm tưởng nào. Ông chủ của Mai Mai đẹp trai người người từ Hamburg. Nào. Vào, cho em xin một kiểu ảnh. Ồ, cắt là thế nào, người ta đang quay trực tiếp, mọi người, tất cả thế giới đang xem. Cắt là cắt thế nào nhở? Tất cả thế giới đều xem cái video này. Còn ai đâu, em ơi, vào đây. Cho bốn người cái. Đấy, rồi đẹp lắm. Không cần mũ, đẹp trai kia không cần xin kiểu nữa này. Rồi, hôm nay chúc mọi người đều giành thành tích lớn nhá. Xin chào tất cả các bạn, và ở sân Quỳnh Nga thấy cả nhà báo Huy Thắng đang tác nghiệp rất là nhiệt tình.
Hello, hello, xin chào ba anh em nào. Hello, 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 hello. Xin chào, xin chào. Xin anh cho biết là anh đến từ tỉnh nào hôm nay ạ? À, đúng rồi, Cộng Hòa Séc. Vâng. Câu lạc bộ Berlin tổ chức. Vâng, anh có thể cho biết là hội của U Chí thành lập từ bao lâu rồi ạ? Và có đông cầu thủ không ạ? Có đông không ạ? U Chí thành lập 10 năm rồi. Vâng. À vâng. Vâng, cảm ơn các anh nhé. Và qua video này là chúc tất cả đội coi như là luôn luôn sức khỏe và có nhiều thành tích tốt nhé. Xin cảm ơn anh. Vâng ạ. Sức khỏe tốt và có nhiều phóng sự. Vâng, dạ. Xin cảm ơn anh, xin anh kiểu anh đấy. Đấy. Vâng. Đẹp má, úi giời, nó nhảy ra quá đẹp luôn. Ra ngoài rồi. Trung Berlin. Không ra fairway đẹp lắm. Hello chị. Ôi, hello, hello, hello. Xin chào người đẹp Berlin. Chào em. Wow. Lâu lắm rồi không gặp. Lâu lắm rồi không gặp. Mới lên à? À. À à thế à. Khi nào lên liên lạc với chị đến nhà chị chơi nhá. Hôm nào mà lên sớm sớm xong rồi nói với cả Hùng hoặc là em lấy số điện thoại của chị đi, hôm nào qua nhà chơi nhá. Vâng, chúng ta thấy anh Dũng, chủ tịch hội đồng hương Nghệ An tại Hội Băng Đức. Và tôi biết được rằng là anh mới chơi thôi nhưng mà hai vợ chồng anh giành giải rất nhiều. Và xin anh cho một tí cảm xúc ở đây cho mọi người biết ạ. Anh có thể nói về cái giải này một chút. Không khí đó là thời tiết các con thủ anh Tam là ở Đức như cả anh chị em ở đến đây các hết anh Tam là ở đâu nhỉ không khí sân golf cũng như cái anh Tam này sẽ phù hợp và rất thuận lợi trong cái câu chuyện chơi ngày hôm nay và chúc mọi người đều thành công và tăng trưởng cái tình đoàn kết hợp nhất cũng như nâng cao Tam đâu gọi điện đi khả năng chơi golf của mình. Vâng, xin cảm ơn anh Tam là nhiều Tam là câu lạc bộ nào thành tựu trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh thật nhiều. Các bạn đứng vào cái đi, chụp ảnh nhá. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nào. Có. Rồi, bây giờ chị chụp một kiểu này xong chị sang số 1. Mọi người vào đi. Rồi, sang bên này nhá. Chúng tôi đề nghị các bạn có thể chụp mà tay vào nhau. Vâng, bởi vì là có hai sân trên là Quỳnh Nga sẽ phải chạy từ bên nọ sang bên kia. Và bây giờ tiếp tục bên sân thứ hai. Mọi người chuẩn bị thi đấu. Chuẩn bị ra bóng.
Chị Quỳnh Nga nhá. Vâng, chào anh. Khỏe không chị ơi? Dạ, Quỳnh Nga cũng tương đối. Vâng, và bây giờ lại tiếp tục. Vâng ạ. Các anh ơi, đứng vào đi cho Quỳnh Nga xin kiểu ảnh với.
Chúc mừng nhé. Thì tốt. Ok. Xin chào người đẹp trai. Hôm nay thì tốt nhá. Chào anh, em một kiểu ảnh nào. Vâng. Chúc mừng anh nhá. Chơi tốt anh nhá. Bây giờ chúng tôi xin mời chú Kiệt Mai đón cái quả bóng của anh Huy Hoàng. Anh Huy Hoàng một trong những tuyển thủ anh tay trái rất giỏi và anh là người chủ tịch hội luôn của người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Yeah.
Chúc các cầu thủ thành công nhé. Chúc các cầu thủ thành công nhé. Yeah. Cô Nga thấy các chị em phụ nữ đang đứng kia để chụp ảnh kìa. Cô Nga sẽ tiến ra để cho mấy chị em phụ nữ. Chị em ơi đứng lại đã, chụp ảnh Nga ơi. Nga ơi. Hay. Nga ơi. Đứng lại chụp một kiểu. Nhanh xin một kiểu. Mấy chị em ra đây nào. Em ở cái thanh trước. Chúc nhá, hello. Không, cả đã này. Từ từ nhá, xong rồi sẽ nửa. Bây giờ cho một nửa đây. Hay em. Bình thường cái này chơi tốt nha, hiện chơi tốt nha. Đúng rồi, mấy anh em vào đi, mấy anh em nào. Đúng rồi, lên hẳn đây cũng được, lên đây.
Alo, alo, xin chào các anh, cho cửa nhà hỏi một chút thôi. Xin chào anh Được đến từ Leipzig này. Anh có thể giới thiệu là hôm nay có nhiều cô y thủ từ Leipzig lên đây không ạ? Leipzig chúng tôi hôm nay có 21 người nhưng mà 2 người có việc. Tức là còn 19 người. Wow, đông đấy. Và anh có thể giới thiệu một chút về cái câu lạc bộ của mình ở dưới Leipzig đi ạ, cho mọi người biết ạ. Câu lạc bộ ở Leipzig chúng tôi thì có đến nay có chỉ có 60 con thủ. Wow. Vâng, chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức vào ngày 1 tháng 9 một cái giải Frontrack của Leipzig. Chúng tôi có mời tất cả các câu lạc bộ ở nước ngoài cũng như ở trong nước tham gia với anh em chúng tôi. Vâng. Và chúng tôi sẽ tổ chức 2 ngày, ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Vâng, tuyệt vời quá, chúc mừng các anh. Vâng, tổ chức tốt, cảm ơn anh thật nhiều và hôm nay ghi được thành tích tốt anh nhé. Dạ, xin cảm ơn. Còn em nhờ em đến từ ở đâu nhờ? Hello, hello. À, Dresden, xin chào, em có thể giới thiệu tên cho mọi người biết với. À, Nguyễn Ngọc Tuấn. Dresden hôm nay đến đâu? À, có 3 người à? Dạ. Và đội Dresden có đông không? Đội Dresden thật, đến bây giờ là khoảng 20 người cả. À, khoảng 20 người mới vừa. Mới thì khoảng 6 người. Chị em nữ có tham gia nhiều không? Vâng, các bạn thân mến, Quỳnh Nga vẫn đang có mặt tại sân côi và mọi người vẫn đang lần lượt ra sân. Vẫn từng đội một ra sân. Nào, xin một kiểu ảnh bốn anh em Dũng. Hai Dũng nào. Đứng vào. Đứng vào chụp kiểu ảnh luôn. Hai Dũng. Nào, Dũng ơi, nhìn vào đây. Từ từ nhá. Ok. Ảnh đẹp lắm, yên tâm. Trước khi vào thi đấu thì mọi người vẫn đang rất là tích cực luyện tập. Và hôm nay đúng là thời tiết đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Mặc dù là trên trời cũng đang thấy nhiều mây đây, nhưng mà hy vọng là mây sẽ xua đi bởi vì cũng thấy có ánh nắng mặt trời. Và đẹp hơn thời tiết hôm qua rất nhiều. Ngày hôm qua Quỳnh Nga rất là lo lắng bởi vì thấy mưa mưa. Nhưng hôm nay thời tiết rất là đẹp. Alo anh. Anh, cà phê cũng được nào, chụp một kiểu ảnh nào. Đấy, chúc anh hôm nay được giải giám khảo em nhé. Chúc anh hôm nay được giải cao giám khảo em. Dạ. Cầu trời đừng mưa. Xin chào. Đúng rồi, gọi đi, chụp luôn kiểu. Alo, anh photo. Yeah, biết ạ. Nào. Gậy đâu. À, thì cứ giả vờ cầm cái gậy nào. Không à. Nào, hai vợ chồng một kiểu. Đây. Đấy. Tha hồ lấy ảnh. Ảnh sẽ đăng cả lên báo lẫn trên Facebook để cho mọi người lấy thoải mái. Cứ thế copy về thôi. Dạ. Ok, biết rồi. Anh,
Dạ em khỏe vừa vừa. À, khỏe vừa. Vâng, anh hôm nay không đấu à? Đấu hôm qua à, thế à? Anh ơi, xong rồi thêm 4 người này cho Quỳnh Nga xin kiểu ảnh nhá. Thôi chúng ta thấy là có cái lượng người vẫn đang luyện tập để chuẩn bị ra sân. Chị đi một mình, xuống chùa Phúc Lâm chị đi một mình. Tại vì chị về chị còn đi sự kiện tiếp. À, chị không ấy được. Lạnh đấy. Không, chị mặc áo ấm lắm. Yên tâm. Yên tâm. Cầu trời đừng mưa. Cả nhà ơi, cho Quỳnh Nga xin một kiểu ảnh cả mấy anh em nào. Xin một kiểu ảnh đi mấy anh em. Lấy một kiểu rộng để cho có đông người này. Một kiểu nhỏ này. Ok ạ. Dạ. Sân bên nọ sang sân bên kia bởi vì bên này lại đang có người đấu rồi. Quỳnh đang chưa nhìn thấy anh Hùng. Anh Hùng Phát là chưa thấy đâu, đang đi tìm anh Hùng Phát mà không thấy đâu. Alo.
Chúc thành công ạ. Ngoài cái tranh giải ra, vâng, thì còn có một cái giải nữa mà các bạn like của mình vâng, anh Canh có thể đứng vào để chúng tôi chưa ghi lại cái hình ảnh này. Đã tự giành được rất nhiều giải, trong đó có cả giải chung và có cả giải riêng. Vâng ạ, chào em, xin ba anh em kiểu nào đang đứng bàn đạo nào. Ok ạ. Một kiểu nào. Ơi. Anh Lâm nào, không gậy luôn này. Vâng, và trước mặt của chúng ta là chị Nga. Chị Nga là người mà giành được rất là nhiều giải của hội côi Berlin. Rồi. Vâng, và bên sân bên này mọi người cũng bắt đầu ra sân. Dạ vâng ạ, tại vì dịch anh nhỉ, anh em chẳng gặp nhau.
rồi. Dương ơi, chụp một mình nào. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Vâng, chúng ta là anh Dương. Cầm vứt đi thì tiếc anh, chị để ra kia xem nhé. Vứt đi thì tiếc. Thế cứ để vào cái túi đấy. Cho bánh ra kia. Ơi, đang bẩn. Làm giá luôn ngay từ bây giờ. Fierce part. Hùng Cường thì phải đẹp rồi. Dạ. Tung Hùng Cường. Đầu tiên là ai trả nhỉ? Em mới toàn có ăn bánh mì không này? Toàn đẹp trai nhất này. Đấy. Hôm nay thành tích tốt nhá. Về khao nhá. Khao một cốc bia. Có ngày. Hãy subscribe.
Chị. Dạ. Vâng, nó mới sang à? Em có biết đâu. Vâng. Chắc tháng nữa. Chúc mừng chị. Ôi, chúc mừng những chị tháng nữa thôi rồi nó lại biến đường à. Chứ có phải nó sang lại ở bên này đâu. Thôi, chị em mình là cứ phải xác định là cứ kệ thôi, chúng nó bay. Còn con kia mới cả. Đâu của thằng Dương nó đưa, nó bảo là giả lại ban tổ chức nó không ăn. Nó lại đưa cho em phải để ra kia chứ em cũng không ăn đâu, em chưa ăn đâu cả. Cứ để ra kia. Vâng, các bạn thân mến, có thể nói là thời tiết rất là ủng hộ mọi người. Thời tiết đang rất là ủng hộ. Và team ở trước mặt chúng ta đang là 4 chị em nữ kìa. Các chị em nữ chuẩn bị ra sân. Bắt đầu đến nữ. Ừ, bắt đầu đến chị em nữ. Vâng, và Quỳnh Nga vừa nghe ban tổ chức thông báo là có một số người không đến tham dự được. Trên là số người chỉ lên đến gần 100 người thôi.
chứ không phải như 120 người như lúc đầu mọi người thông báo. Và chúng ta đang thấy phía trước mặt chúng ta là đội nữ chuẩn bị ra sân, và anh Thảo đang phổ biến cho các chị em. Anh Thảo trong một tổ chức. Hello, hello. Vâng, và chúng ta cũng thấy rằng cái giải này nó có rất đông chị em nữ tham gia đấy. Cho nên là mình thấy là phong trào côi tại Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu rất là phát triển. Và đặc biệt là chị em phụ nữ hưởng ứng rất là nhiều. Vâng, và chúng ta thấy ở góc này kia là một người lại tiếp tục ra sân. Nào, tất cả lên đây cũng được. Chúc mừng cả bốn chị em nhá. Chiến thắng hết nhá. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi. Đây là hôm chị. Trời nắng đẹp quá. Vâng. Thời tiết này đẹp quá nhỉ. Rất là may mắn. Vâng. Được một cái ngày giải tuyệt vời. Vâng. Vâng. Chị ơi, chị là một cô thủ lâu của Berlin rồi. Thì chị có thể nói là bây giờ trong cái đội của mình có bao nhiêu cô thủ nữ, chị có đấy biết không? Đội của Berlin. À. Để thống kê thì hiện nay mình đang không có con số. Vâng, như khoảng chị em. À, khoảng chục chị em trẻ. Vâng, vâng. Như thế và vâng. Đều là những ngôi sao đang lên. Vâng. Thế còn mình thì đánh 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ là để cố gắng giữ được cái hạt đất của mình thôi. Vâng. Cảm ơn chị. Chị giành bao nhiêu giải rồi? Quỳnh Nga đã thấy chị nhận cúp rất là nhiều. Và đây là anh Thảo. Hỏi chị đặt giải thì tôi, chị không tiện nói thì tôi nói luôn là chị. Dạ, vâng. Trong cái tuần trước là đánh 2 giải liền ở sân này. Và cả 2 giải thì mỗi một lần đều đặt. Mỗi một giải là đặt 3 cái cúp. Ôi giời. Và trong đó thì lại đặt luôn cả 2 cái cúp của mỗi giải, là danh giá nhất là giải Puto. Wow. Ngoài ra thì các giải kỹ thuật và Netto nữa. Tức là trong vòng đúng có 3 ngày thôi thì chị lấy được 6 cái cúp liền. Vâng. Tức là bây giờ đang rất top form. Và đây cũng là một cái và đây cũng là một gọi là hy vọng lớn của đội Berlin chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Nhưng mà từ từ, anh Thảo đứng vào đã. Em lại muốn bây giờ chị Lan giới thiệu về anh Thảo cho mọi người biết ạ. Anh Thảo thì nếu
Vâng. Các bạn ở đây gọi là giáo sư đúng không? Vâng. Thì anh Thảo là người chơi lâu nhất ở sân này, và anh Thảo là người hiểu tường tận về tất cả các luật luôn. Và anh cũng là người rất nhầy dặn kinh nghiệm và cũng là người đánh handicap dưới 10. Bây giờ là 7, là 6. Rất là tự hào, rất là tự hào cho người Berlin. Các cái gọi là học vị học hàm đầy đủ thì là giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, viện hàn lâm về gôn. Chúc mừng anh. Vâng. Tự phong nữa. Chúc mừng anh. Rồi, flight tiếp theo bắt đầu đánh nào. Phượng mấy cả Lan mấy bốn người ở flight đó đánh nhá, xong bắt đầu để tương. Các bạn thân mến, có thể nói là đây là một cái video dài nhất của Quỳnh Nga, bởi vì là nhiều người tham gia quá và Quỳnh Nga cũng muốn ghi lại tất cả những hình ảnh của tất cả mọi người. Và bây giờ là đến chị em phụ nữ. Kia là mọi người đang gieo hò rất nhiều quả bóng, khai bóng tốt. Hello, xin chào em Nguyên nhá. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Ở bên này rất là nhớ em. Và luôn hướng về nhà đấy. Mong cho Việt Nam dẹp tan dịch em ơi. Ở bên Đức bây giờ cũng dịch bệnh bắt đầu đang lên Nguyên à. Dịch bệnh ở đây đang lên. Và cũng không biết là có phong tỏa tiếp theo không.
thực ra là đang rất là hồi hộp. Bởi vì mọi người đi du lịch nhiều, cũng như vừa rồi các trận bóng đá ở Đức. Thật ra là dịch bệnh lại đang lên. Giờ em quay sang nhà báo Huy Thắng cái nào. Hello, em chào anh Huy Thắng. Và chúng ta biết đây là nhà báo Huy Thắng và anh cũng thường xuyên tham gia với tất cả các công các sự kiện của cộng đồng. Vâng. Và xin anh cho biết cái cảm tưởng hôm nay anh đến sân đây như nào, anh cần nói cho mọi người biết. Vâng, xin chào nhà báo Huy Nga, tổng biên tập Việt báo và cũng là cộng tác viên của Việt VTC10. VTC và rất nhiều kênh truyền hình của Việt Nam. Vâng, chào mừng quý khán giả có mặt tại sân Ban Công và chúng tôi đang tác nghiệp để ghi lại những hình ảnh trong cái giải do mê cúc của câu lạc bộ người Việt Berlin tại người Việt Nam ở Berlin. Và cái giải này rất đông và ngày hôm nay có trên 120 nguồn thủ đã tham gia trong cái giải này và đến từ nhiều nước trong Liên minh EU và cũng như là nhiều câu lạc bộ của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn đã thấy cái không khí ngày hôm nay hết sức tuyệt vời và chúng tôi cũng thấy rằng phóng viên, nhà báo, tổng biên tập Bình Nga đã hoạt động hết sức tích cực, không chỉ có cái giải ngành mà được rất nhiều những hình ảnh mà do phóng viên của Quỳnh Nga đã đưa lên để giúp cho cộng đồng chúng ta hiểu biết thêm về cái tình hình hoạt động cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nhà báo Huy Thắng, xin trân trọng. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Huy Thắng, cảm ơn anh. Các bạn thân mến, và cho đến phút này là rất nhiều các cầu thủ đã ra sân và sẽ còn tiếp tục. Stop này. Rồi. Quỳnh Nga đang đi tìm anh Hùng Phát, chủ tịch của câu lạc bộ, để muốn nghe anh phát biểu cảm tưởng một chút mà chưa nhìn thấy anh Hùng Phát đâu. Hello anh Hùng Phát ơi, xin chào anh. Tôi đi tìm anh quá lâu bởi vì là tôi biết là anh từ sáng giờ, anh là trưởng ban tổ chức cho nên là anh phải đi để làm việc rất là nhiều. Bây giờ cho đến phút này là đã rất đông cầu thủ đã ra sân rồi. Vâng. Anh có thể cho biết cái cảm xúc của anh lúc này như nào? Vâng, rất vui ạ. Cái thứ nhất là bên tôi hôm nay rất ủng hộ chúng tôi về cái tổ chức giải này. Mặc dù ngày hôm qua trời mưa gió rất là lớn nhưng mà hôm nay là thời tiết rất đẹp. Đây là một cái sự hạnh phúc đầu tiên. Cái thứ hai là các cầu thủ đến đúng giờ và làm việc rất chuẩn bị tinh thần thi đấu rất cao. Cho nên tôi cũng gửi gắm quá truyền thông cảm ơn tất cả các cầu thủ để tham gia dự giải hôm nay. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Từ đã, tôi biết anh là chủ của công ty Á Châu Hùng Phát rất là nổi tiếng khắp Cộng Hòa cũng như là châu Âu rồi. Nhưng mà anh là chủ tịch ở đây và anh có thể cho biết là cái câu lạc bộ côi của Berlin là thành lập bao nhiêu lâu rồi không ạ? Câu lạc bộ của Berlin chỉ được thành lập được 12 năm. Qua quá trình đó ở câu lạc bộ cũng phát triển về số lượng và chất lượng. Bây giờ là có thể hàng năm là gấp 10 lần. Vâng. Bây giờ khối thủ hiện nay. Vâng. Hiện nay phía hội viên là khoảng 70 người. Vâng. Xin cảm ơn anh thật nhiều. Vâng, và chúc cho giải côi hôm nay thành công tốt đẹp và Việt báo Châu Ne sẽ tiếp tục đưa tin ở những cái video tiếp theo, vì từ sáng giờ là quay cái video này rất là dài để ghi lại tất cả những hình ảnh của các cầu thủ rồi. Và chúc mừng anh một lần nữa nhé, chúc mừng giải thành công, cảm ơn anh. Vâng. Vâng, các bạn thân mến, Quỳnh Nga sẽ kết thúc cái video ở đây bởi vì là quay rất là lâu rồi và trong hôm nay là Quỳnh Nga sẽ đồng hành cùng với cả giải côi, một lát nữa là sẽ đi đến từng hố một để xem các anh các chị thi đấu như thế nào, cái không khí ra làm sao, và những video tiếp theo Quỳnh Nga sẽ đưa tới tất cả các quý vị nhé. Và xin chúc mọi người một ngày bình an và an lành.
Thực ra là Quỳnh Nga có khẩu trang ở đây là đeo, nhưng ở đây là sân rất là rộng, cho nên là Quỳnh Nga lúc này cũng không đeo khẩu trang. Nhưng mà luôn luôn thực hiện lệnh của chính phủ là xịt khuẩn, đeo khẩu trang và cũng có cái áp san, chứ cũng không dám gần. Bởi vì như các quý vị biết là dịch bệnh tại Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay là đang lên rất là nhiều. Và đặc biệt là Berlin là một trong những thành phố mà bị nhiễm nhiều nhất. Cho nên là tất cả mọi người cũng hãy cố gắng để chúng ta giữ gìn, chúng ta giữ sức khỏe. Và chúng ta cùng chúc cho cộng đồng chúng ta ngày một lớn mạnh. Và hôm nay rất vui được gặp rất nhiều các cầu thủ đến từ, đặc biệt là đến từ Cộng hòa Séc, đến rất đông. Còn tất cả các tỉnh thành tại Cộng hòa Liên bang Đức có mặt ở đây. Và xin chào tạm biệt mọi người nhé. Video sẽ xin dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người.